ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1998, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, sinh năm 2001, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người. Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Ngũ Hành Sơn để cướp tiền. Lúc này, hai đối tượng đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên ngân hàng để lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã vứt chìa khóa ra ngoài, không đưa tiền, đồng thời bấm còi báo động. Gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của những người xung quanh, hai đối tượng buộc phải lên xe bỏ chạy dù chưa lấy được tài sản. Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế, bắt giữ được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, một bác bảo vệ, 53 tuổi, lập tức đuổi theo. Khi bị áp sát, Cường đã dùng dao tấn công bác và gây thương tích nặng, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án. Do vết thương quá nặng, bác bảo vệ đã tử vong tại bệnh viện. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn trên đường Võ Nguyên Giáp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, lại mê cờ bạc, cá độ bóng đá, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Khoảng đầu tháng 11 năm 2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện. Ngày 26 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 30 người dương tính với chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang kiểm tra hộ kinh doanh karaoke Nam Râu, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán karaoke có hàng chục người đang ca hát trong khối tiếng nhạc cực lớn. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện có 30 trên 33 người dương tính với chất ma túy tại các phòng của quán karaoke. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy gồm 4 đĩa sứ màu trắng tròn, 1 đoạn ống hình trụ tròn, 2 thẻ cắt nhựa. Công an đang lập hồ sơ xử lý những người sử dụng trái phép chất ma túy và một nhân viên phục vụ của quán karaoke. Đồng thời, xử lý các cá nhân liên quan khác về hai hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý cơ sở kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày để đề xuất xử lý theo đúng quy định. Ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua đơn vị đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, cho vay nặng lãi và các hoạt động đòi nợ sau đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng, đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật, xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng. Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Trong đó có vụ cướp tài sản ở chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 bắt giữ 3 đối tượng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 8 triệt phá băng nhóm do Châu Phát Ti cầm đầu chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở chợ đầu mối Bình Điền. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đổi mới phương thức tuần tra, kiểm soát, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra 363 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Kiểm tra gần 13.000 lượt với 14.682 đối tượng nghi vấn bàn giao cho công an địa phương xử lý. Trưa ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe ngò Sóc Trăng năm 2023 trên sông Maspero, thành phố Sóc Trăng. Giải đua năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, thu hút 46 đội ghe ngò, 40 đội nam và 6 đội nữ đăng ký tranh tài. Trong đó, ngoài các đội chủ nhà Sóc Trăng, còn có các đội đến từ tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, lễ hội đua ghe ngò của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua từng năm, giải đấu không ngừng phát triển, lớn mạnh, thu hút đông đảo vận động viên, người dân và du khách tham gia. Giải đua ghe ngò Sóc Trăng là môn thể thao truyền thống, mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Giải đua đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Sóc Trăng, hấp dẫn hơn 100.000 du khách mỗi năm. Ngày 26 tháng 11, tại hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25. Theo đó, 178 đề tài xuất sắc nhất đã được ban tổ chức trao giải. Trong đó có 14 giải nhất, 14 giải nhì, 19 giải ba và 131 giải khuyến khích. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka là giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên. Thông qua giải thưởng tạo môi trường động viên, khuyến khích sinh viên tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra những ý tưởng, giải pháp hiệu quả, những phát minh mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng phát triển đất nước. Hơn 500 nhà khoa học là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, sở ban ngành và các doanh nghiệp đã đồng hành, tham gia hội đồng khoa học. Hội đồng đã làm việc công tâm, khách quan, thẩm định chuyên môn để chọn ra các đề tài nghiên cứu xuất sắc của giải thưởng. Theo đánh giá, một số đề tài có tính ứng dụng sẽ được hỗ trợ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và chuyển giao ứng dụng. Truyền thông địa phương và một nguồn tin an ninh cho biết hôm 26 tháng 11, một nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở Myanmar đã giành quyền kiểm soát từ tay chính quyền cửa khẩu biên giới gần Trung Quốc. Theo CNA, cuộc tấn công của quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, một trong ba nhóm đồng minh đã chiếm được cửa khẩu Kia Insangkor. Liên minh ba nhóm gồm quân đội Arakan, quân đội giải phóng quốc gia Ta An và quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar còn chiếm các vị trí khác trong khu thương mại biên giới Myanmar-Trung Quốk sau khi cuộc tấn công bắt đầu vào 24 tháng 11. Theo nhiều nhân chứng, quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar đã treo cờ của mình tại khu thương mại biên giới ở Kia Insangkor. Cổng này được mở cửa trở lại vào năm 2022 sau đại dịch COVID-19 và là điểm giao thương lớn dọc biên giới Myanmar-Trung Quốc. Hồi đầu tuần, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Yaw Min Tun cáo buộc các nhóm vũ trang nổi dậy đốt cháy khoảng 120 xe tải đậu gần cửa khẩu biên giới. Giao tranh giữa các nhóm nổi dậy và quân đội Myanmar gia tăng đã tàn phá nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Myanmar, gây thiệt hại thương mại xuyên biên giới quan trọng và khiến quân đội bị mất các khoản thuế và ngoại hối rất cần thiết. Hàng hóa đi qua cửa khẩu Kia Insangkor bao gồm máy móc, thiết bị điện, máy kéo nông nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, gần 335.000 người ở nhiều bang và khu vực tại Myanmar phải di dời do giao tranh giữa lực lượng vũ trang Myanmar và các nhóm nổi dậy kể từ ngày 26 tháng 10.